5, 2, 3. Thì một nữa, một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả quý vị và mong quý vị có một bữa cơm thanh đạm tối hôm nay vừa ý và một tối vui vẻ. Cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, chắc quý vị cũng đồng ý với tôi rằng văn nghệ luôn luôn đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ một ngày lễ hội nào. May mắn cho anh em chúng tôi miền Bắc Cali có một người bạn. Nhìn vào anh, người ta đã nhìn thấy bốn chữ cầm kỳ thi họa. Bởi vì anh hát hay mà anh đàn cũng hay, cộng với một tâm hồn đam mê nghệ thuật và yêu nghệ thuật, yêu văn nghệ. Chúng tôi tin tưởng rằng đêm nay anh sẽ đem đến cho chúng ta một chương trình văn nghệ thật đặc sắc qua những nhạc phẩm mà anh đã tuyển chọn và được chuyên trở tới quý vị bằng những giọng ca mà quý vị đã dành cho nhiều cảm tình trong suốt thời gian vừa qua. Xin quý vị cùng chúng tôi cho một tràng pháo tay thật dài, anh trưởng ban văn nghệ Phạm Bách Phi. Lời chào mừng đầu tiên tôi xin được hân hoan nồng nhiệt gửi đến toàn thể quý quan khách, quý thân hữu, quý niên trưởng niên đệ đã ưu ái hôm nay đến đây tham dự buổi đại hội của chúng tôi. Lời chào mừng thứ nhì xin được nồng nhiệt một lần nữa và thân ái gửi đến toàn thể các bạn cùng khóa, cùng các chị và gia đình đã không quản đường xá xa xôi từ khắp thế giới về đây tham dự đại hội họp khóa kỳ 9 của gia đình đệ nhị bác giải sĩ quan hải quân khóa 16 hôm nay. Thưa các bạn, trong suốt bao nhiêu năm, chúng ta đã có bao nhiêu lần chuyến hải hành. Chúng ta và nơi đây, đất lạ quê người, chúng ta đã có bao nhiêu chuyến đi. Nhưng dù đi đâu chăng nữa, ở cõi trần thế ta bà này cũng chỉ là loanh quanh mỏi mệt. Chỉ có một chỗ đi mà không bao giờ mỏi mệt, đó là đi về họp khóa. Tôi hy vọng rằng trong những lần họp khóa với những cái quan niệm như thế, chúng ta sẽ có đại đa số anh em trong khóa về tham dự thật đông nữa, gấp đôi, gấp ba. Và sau đây, để mở đầu chương trình văn nghệ hành ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý anh chị trong ban hợp ca đệ nhị bác giải lên sân khấu. Thưa quý vị, thưa toàn thể các bạn, để mở đầu một chương trình văn nghệ mang đầy ý nghĩa và hào hùng, chúng tôi xin cùng thưa quý bạn, chúng ta hãy ôn lại một trang sử oai hùng của dân tộc qua một nhạc phẩm bất hủ sau đây, Bạch Đằng Giang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn toàn thể quý vị và các anh chị. Và bây giờ, hôm nay đặc biệt, có một giọng nữ MC duyên dáng Bắc Kỳ. Và chị sẽ giúp với tôi để giới thiệu những ca khúc kế tiếp. Tôi hân hạnh và trang trọng giới thiệu chị Bích Nga, đến từ Maryland, Úc, đến từ Rhode Island. Và chị Nga cũng là bà xã của anh Phạm Tiến Cường. Xin kính chào toàn thể quý vị và cũng xin cảm ơn anh Phạm Bạch Thị vì cái tính cách trẻ trung, lãng mạn qua liên khúc sắp tới này của binh chủng hải quân, nên tôi mượn phép mặc bộ quần áo thật trẻ trung để giới thiệu liên khúc này. Thưa quý vị, đó là liên khúc Lính Mà Em và Tình Lính của anh Thi và Ivan. Nhạc phẩm này sẽ được tiếp tục chương trình qua giọng hát của anh Phạm Tiến Cường. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho anh Phạm Tiến Cường. Một lần nữa giới thiệu một giọng ca Cây Nhà Lá Vườn. Tuy là Cây Nhà Lá Vườn nhưng chị hát rất hay. Một giọng ca truyền cảm mượt mà, đến từ London, Anh Quốc. Xin mời chị Minh Hương. Chia liền.
Xin mời quý vị thưởng thức giọng ca Lê Quốc Tấn trong nhạc phẩm Hoa Học Trò. Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Ngày xưa ngày thơ em dù anh xa vào thành phố, bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay anh đem cánh phượng tô hồng em để cho em đẹp như tiên, nhưng em không chịu sao trên trời. Sao phải lên trên trời? Một chương trình hay và quyến rũ thì xen kẽ vào các giọng ca cây nhà lá vườn rất là tài tử thì chúng tôi luôn luôn có những thân hữu, và hôm nay một giọng ca độc đáo của San Jose. Rất là cái điều may mắn cho Đồng Thảo để được xuất hiện sau tiếng loa của MC. Đồng Thảo xin rất là hân hạnh kính chào quý vị quan khách và rất là vinh dự được trở lại với các anh chị. Lần trước thì ở tại một cái kho nhỏ hơn, nhưng mà lần này có vẻ đông đủ hơn. Và có lẽ là bản nhạc đầu tiên mà Đồng Thảo xin hát phẩm theo thơ của nhà thơ Tất Nhiên với tựa đề là Như Những Hoàng Hôn Mọc Mặt Trời. Đồng Thảo xin mời các anh chị làm được. Đứng bên sông sâu ngát lạnh, thank you.
Em tưởng yêu nhau là lên thiên đàng hết trơn chứ. Thiên đàng theo gọi đủ kiểu quân Úc Đại Lợi. Xin quý vị một tràng pháo tay. Kính chào ông, kính chào bà. Con tên là Trang Quốc Cang, rồi em con là tên Trang Quốc Quy. Rồi mình from the Australian Navy cadet. We are very glad to be here. Thành thật cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Chúc hai cháu được thành công. Tôi xin được giới thiệu đến quý vị anh Trần Cao Hoài với nhạc phẩm Hoài Cảm của Cung Tiến.